Xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay bố DID về hàng anh em ơi. Bữa giờ cháy hàng nha. Nói thật với anh em, bữa giờ cháy hàng mà anh em gọi mình từ chối mình ngại luôn. Có mấy anh em sĩ như anh Quang ở Đồng Nai, anh Vĩnh ở Sóc Trăng thì bữa có gọi cho Đạt thì mình hẹn 5 ngày anh em. Là nay chưa tới 5 ngày đã có rồi nha. Thì anh em có thể liên hệ cho Đạt để mua. Tại vì có một số anh em bữa gọi cho mình á, mà nói mua thêm một số hàng nữa để đóng đi đơn sĩ cho anh em mà mình quên anh em. Thì nay là có hàng rồi, thì anh em có thể chúng ta tranh thủ anh em ơi nha. Bên mình sẽ giao sớm nhất cho anh em luôn. Rồi quay trở lại nha anh em ơi. Thì bố DID thì hôm nay nó hơi đổi cái cách đóng gói một chút xíu. Không phải là cách đóng gói mà cái mã ở ngoài thôi. Tại vì anh em biết sao không, DID á, là nó có một cái gọi là cái phòng lab, là cái phòng nghiên cứu anh em, về cái thị trường. Cho nên là nó sẽ đổi thường xuyên để tránh cái tình trạng mà làm giả làm nhái nha anh em nha. Cho nên á, thường thì Đạt DID Đạt bán là cứ mỗi một thời gian là Đạt sẽ quay lại, bởi vì mẫu nó đổi anh em, cho nên là nó sẽ khác hơn một chút xíu. Đấy là lưu ý nha anh em nha, cái đó là sự thật. Vì DID nó ghê lắm anh em, nói chung là cái công nghệ của nó kinh lắm, cho nên nó đổi nhãn mác, nó đổi liên tục à. Thì DID thì nó là DID thì xuất xứ của nó là từ Nhật Bản nha anh em nha. Nhưng mà sau này á, thì nó chia ra làm hai khu vực. Một là khu vực DID Nhật Bản và hai là khu vực DID Thái Lan. Thì DID Thái Lan thì thường nó sẽ phân phối cho cái khu vực Đông Nam Á, còn DID Nhật đó thì nó thường nó sẽ phân phối cho cái khu vực Nam Á nha anh em nha. Đó, các khu vực mà lớn hơn, ví dụ như là Trung Quốc hay là các cái thị trường khó tính hơn như Hàn Quốc này kia. Còn Đông Nam Á thì sẽ do DID Thái Lan sản xuất. Thứ nhất là nó vừa tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển anh em. Thứ hai là ở Đông Nam Á thì cái giá thành sản xuất nó sẽ rẻ hơn anh em. Cho nên là họ cũng ưu tiên cho cái khu vực Đông Nam Á mình rất là nhiều. Thì DID này là dòng DID Thái Lan nha anh em nha. Ở đây bố của nó sẽ là bố DID Thái Lan luôn. Thì nói chung giới thiệu về DID thì nó cũng hơi dư thừa. Tại vì DID nó là một trong những cái thương hiệu mạnh nhất về phụ tùng xe máy rồi. Nếu anh em để ý là những cái giải đua xe GP hay là những cái giải đua xe mà được tổ chức ở Đông Nam Á thì gần như là 100% là được sự tài trợ của DID. Tất cả đều có mặt DID tài trợ hết nha. Là thứ nhất. Thứ hai là DID là một thương hiệu rất là mạnh về các cái mảng phụ tùng, phụ kiện xe máy, từ xe nhỏ tới xe lớn luôn. Và thứ ba là DID thì chất lượng nó rất là cao, cho nên mình cũng muốn bán cho anh em. Đó, thì đây tem này, tem chống giả nè. Đây tem chống giả nha. Mã này. Này đát rất là mới đó nha anh em nha. Đát mới lắm, cho nên là yên tâm. Đợt này nó thay đổi mẫu, ở trên cái bố của nó sẽ có luôn chữ Made in Thái Lan nha. Đây ở trên này, thấy không? Đó. Ở trên cái bố thắng của nó sẽ có luôn chữ Made in Thái Lan. Này là bố thắng DID nha. Thì bố thắng DID nó có một cái hay là nó thắng rất là ăn, rất là dịu nha anh em. Thắng nó không có bị giật. Thứ hai là thắng rất là ăn, thắng cái là nó thắng lại liền, nó không có giật cực. Và thứ ba là bố này nó rất là bền, rất là lâu mòn. Và cái cuối cùng á, đó là khi mà nó mòn anh em, nó cũng không có kêu. À, cái này mới là cái hay, là khi nó mề nó bị mòn rồi, nó cũng không có kêu luôn. Đấy, anh em hiểu không? Khi mà nó mòn nó không có kêu, đó là một trong những cái điểm rất là đáng tiền. Và đặc biệt là nó bền anh em. Tuy nó có mắc một chút xíu nhưng nó bền. Với lại mình nói thẳng với anh em, bố thắng anh em chúng ta đừng tiếc tiền nha. Mình nói thật, bố thắng cái gì chứ riêng bố thắng là chúng ta đừng tiếc tiền. Nhông Sen Nghĩa anh em cũng đừng tiếc tiền luôn. Tại vì nhông Sen Nghĩa thì nó khi mà lỡ mà anh em xài mà nó bị đứt là nó sẽ cuốn vô cái bánh xe của anh em, gây đến cái hiện tượng khựng xe hoặc té xe, dính cứng cái xe chúng ta lại. Và bố thắng cũng như vậy, lỡ mà chúng ta xử lý một số cái tình huống mà nó gấp, anh em đạp nó bị dính thắng, nó dính bố vô nhà anh em, hoặc là nó bị không ăn, hoặc là nó bị kẹt, thì thực sự rất là nguy hiểm nha anh em nha. Đó, và đặc biệt một cái nữa là một số cái loại nó nhanh mòn anh em. Thực sự bố thắng á, nếu mà anh em đạp nhiều, đặc biệt anh em đi đường dốc, đường đèo rất là nhanh mòn, thì chúng ta nên sử dụng những cái loại này. Thứ nhất đảm bảo an toàn cho anh em khi mà anh em đổ đèo. Thứ hai á là nó sẽ có một cái hay là nó bền, cho nên chúng ta ít phải thay. Và cuối cùng á là đảm bảo an toàn thôi. Anh em cứ tưởng tượng bây giờ chúng ta đổ đèo mà bố thắng nó sẽ có một cái nữa là khi anh em thắng quá nhiều nó nóng lên, nó sẽ không còn ăn nữa. Chỉ có loại này mình cam kết với anh em luôn, có nóng có nào nóng nó vẫn ăn, tại vì nguyên liệu và chất lượng của nó rất là tốt và rất là xịn luôn, thực sự là hàng đầu luôn. Tuy nhiên giá thì cũng không rẻ nha anh em nha. Cái này thì một bộ của nó tới 120.000 một vỉ lận một bộ. Thì anh em thấy đó, cái đó là những cái ưu điểm mà mình nói thật với anh em là rất là đáng. Thì cái mức giá của nó thì cũng không hề rẻ nha anh em nha. 120.000 cho một vỉ như thế này, mà một vỉ thì anh em chỉ gắn được cho một bánh thôi. Cho nên là nếu mà bỏ hai, anh em mua hai bánh thì nó sẽ hơi mắc, là 240. Nhưng mà mình nói thật với anh em, mắc cái gì mắc chứ, mắc cái này thì nó cũng chả mắc đâu anh em ơi. Tại vì an toàn cho tính mạng của mình mà, cũng như là an toàn cho tính mạng của người thân nữa.
Đó, nhiều anh em chúng ta có nhu cầu đam mê tốc độ mà anh em chúng ta chơi mấy cái bố thắng nhiều lốp xe mình chạy anh em. Xe thì mạnh lắm mà thắng không anh. Thắng toàn thắng số mà chứ thắng thắng bình thường đạp không anh luôn em. Cho nên rất là nguy hiểm. Thì với đạp đó thì nhà đạp đang gắn cái loại này thì mình cũng review thật sự với anh em là rất êm, rất ngon. Nhưng mà anh em chúng ta muốn thử thì anh em cứ mua về thử. Cam kết với anh em là cái loại này thứ nhất là bao cam kết chính hãng. Thứ hai là mình nói sao là bán vậy nha anh em ha. Thì anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ với mình để mua 120.000 một vị, hai vị là 200, 240. Nếu thường thì mình nghĩ là anh em nên mua hai vị đi, tại vì nó cũng bao nhiêu đó thôi, tháng trước tháng sau gì rồi cũng lúc nó mòn thôi nha. Thì cái này gắn cho dream quay đời đầu nha anh em nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.